nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần tình yêu, là dầu hoan lạc chuẩn bị hành trình về Thiên Quốc, để chúng ta yêu thương và làm sứ giả tình yêu của Chúa cho mọi người. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những gương yêu thương, nhất là các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài yêu thương đến nỗi hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho những gương hy sinh của các vị cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng như Việt Nam Cộng Hòa đã yêu thương, sẵn sàng hy sinh xương máu để chiến đấu cho nền tự do. Ngày hôm nay là ngày cựu chiến binh, chúng ta xin Chúa chúc lành, nâng đỡ cho các cựu chiến binh và trả công bội hậu cho các ngài. Các thánh tử đạo Việt Nam đã được vinh danh trên Thiên Quốc. Chúng ta cầu xin những gương hy sinh này, để cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta biết noi theo những gương hy sinh này, sống yêu thương đến nỗi phải hy sinh, phải trả giá vì tình yêu. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang nỗ lực yêu thương, chúng ta cũng hỗ trợ cho họ, nhất là cho ca sĩ Ngọc Huệ và anh Trạc Ly Phạm và nhóm thánh ca của anh chị nỗ lực làm từ thiện. Ngày hôm nay sẽ phổ biến những tác phẩm của họ để cùng chúng ta cộng tác vào công tác yêu thương. Và trong tâm tình yêu thương, chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh chị em yếu đau bệnh tật tìm được sức mạnh của Chúa trong hành trình thập giá, nhất là bà cố của Sơ Thảo, chị Molly, chị Linda, những vị lớn tuổi, những vị yếu đau bệnh tật trong cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những linh hồn của những người thân yêu đã qua đời, nhất là linh hồn của bác Maria Nguyễn Thị Ngọc Vinh nhân dịp giỗ đầu, và linh hồn của một vị cũng thân quen, đó là chị Maria Hoàng Thị Nam mới qua đời. Thì xin Chúa sớm đưa những linh hồn thân yêu này được hưởng nhan Thánh Chúa trên nước thiên đàng. Giờ đây chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, là nguồn phát sinh mọi điều thiên hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết giá trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở ở muôn đời. Amen. Xin Chúa đồng hành với các con để các con đi tìm hiểu lời Chúa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. The children go to the hall for the liturgy of the word in English. Trích sách khôn ngoan. Sự khôn ngoan sáng tỏ và không bao giờ lu mờ. Những ai yêu mến nó sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó để tỏ mình ra cho họ trước. Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được khôn sáng vẹn tuyền, và ai tỉnh thức vì nó sẽ chống được an tâm, vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ. Đó là lời Chúa.
con nguyện ước trọn đời chiêm ngưỡng thần nhân trong cung thân điện của Ngài, vì quyền năng tối cao và muôn vinh quang của Chúa, con sẽ ca ngợi thân dân Cha tuyệt vời từ nay đến muôn đời. Đời sống hằng ngày con sẽ tụng ca ngợi mừng thân dân Chúa Trời, tay Ngài luôn đỡ nâng, nhưng khi con kêu cầu Chúa nó thoa tâm hồn, hát ca con ngợi mừng tình thương Chúa muôn đời. Con còn nhớ năm cần con thức trọn cân, luôn suy ngẫm tình Chúa Trời. Con hỷ hoan sướng vui được nếp thân bên lòng Chúa. Con bám thân vào cánh tay Cha phù trợ và hằng đỡ nâng con. Chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giê-xu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người. Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này. Chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sống sót, chúng ta sẽ được nhấc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Đức Kitô trên không trung, và như vậy chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bây giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: e không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa. Tháng 11, tháng các linh hồn, con xin kể chuyện ma. Hồi nhỏ Việt Nam hay có vụ tắt cúp điện. Cúp điện, mỗi lần cúp điện tối hù là các mấy đứa con nít tụ họp lại, là đứa nào mà giỏi kể chuyện thì kể chuyện ma cho mấy đứa kia nghe. Thì con thường thường là đứa kể chuyện ma. Thì hôm nay chúng ta không có bị cúp điện, nhưng mà thôi thì cũng là tháng 11, tháng cái linh hồn, con xin chia sẻ một câu chuyện ma có thật. Là có một cô gái trẻ chừng 25 tuổi thôi. Cô ấy chuẩn bị đi ngủ thì tắt đèn hết trơn rồi. Trong phòng ngủ thì cô ngồi trên giường thì đọc kinh xong thì chuẩn bị ngủ thì thấy có người đang ở trong phòng của mình. Thì mới nhìn ra mới thấy có một người đàn ông. Một người đàn ông đang đi lại ở đầu giường của mình á. Đi tới đi lui mà mặt mày có vẻ đăm chiêu lắm. Cái cô ấy mới giật mình, mới hỏi: ủa, ông này là ai mà lại dám cả gan vào phòng của mình? Thì cô ấy mới hỏi là: ông là ai? Tại sao ông lại ở trong này? Thì cái người đàn ông đó mới dừng lại, mới nhìn cô mà không nói không rằng gì hết. Thì cô ấy chờ cô ông ta trả lời sao thì ông ta lại chẳng trả lời mà cứ lại đi tới đi lui nữa. Thì cô ấy hỏi chừng 2-3 lần với ông ta cũng vậy, không trả lời mà cứ đi tới đi lui. Thì cô mới bực mình quá đấy. Nói: tôi lệnh cho ông đó, ông mà ông phải ra khỏi đây, ông không có được quyền ở trong này. Nếu mà ông không nghe thì tôi sẽ tóm cổ ông. Thì cô này trẻ nhưng mà có vẻ là lá gan to.
thì ông ấy cũng chẳng có phản ứng gì, cũng cứ như vậy thôi, im lặng đi tới đi lui, mặt mày đăm chiêu. Thì cô mới nhảy ra khỏi giường, định tóm cổ ông ấy, thì thấy rằng nó chỉ là không khí thôi. Chỉ là không khí thôi. Thì cô ấy lại, cô ngạc nhiên lắm. Cô nhảy, cô lên giường tiếp, thì mới bắt đầu đọc kinh. Thì kìa ông ấy lại xuất hiện, cũng vậy. Thì chừng hai lần, thì cô ấy hoảng hồn, cô nói là sao kỳ lạ, một người mà mình nhìn thấy như bình thường vậy đó, giống như con nhìn thấy các bác ở đây nè, hay các anh chị ở đây. Mà khi mà động vào thì không động được, nó chỉ là không khí thôi. Thì cô đọc kinh tiếp thì ông ta không còn ở đó nữa, ông biến mất đi. Thì ngày hôm sau cô đấy mới hỏi cha, thì cha mới nói rằng lần tới mà nếu con gặp vậy á, thì con đừng có hạch sách người ta, mà con chỉ hỏi một câu thôi, ông cần giúp gì, ông cần giúp gì. Thì tối hôm đó đó, hiện tượng đó lại tiếp tục. Cũng người đàn ông đó đi tới đi lui, rồi mặt mày đăm chiêu, thì cô ấy mới hỏi rằng ông cần giúp gì. Thì người đàn ông đó ngưng lại và nhìn cô ấy và nói là ba thánh lễ. Thì sáng hôm sau ấy, cô đi trình với cha, nói thưa cha, cái người đó hôm qua đó cô ấy, ông ta nói là ba thánh lễ. Thì cha mới giải thích là người đó là linh hồn, người đó cần ba lễ dâng để cầu nguyện cho linh hồn đó. Thì cha mới làm lễ dâng ba lễ cho linh hồn đó, thì linh hồn đó không có quay lại nữa. Thì cô ấy kể lại câu chuyện đó, mà cô ấy tên là Maria Sima, bà qua đời cỡ độ 90 tuổi lúc qua đời. Thì cái lần gặp đó là lần đầu tiên cô ấy gặp các linh hồn. Và sau đó, đó thì cứ mỗi tháng là chừng vài lần, rồi sau đó chừng mỗi tuần đều gặp, và coi như là gặp rất là thường xuyên cho đến khi mà bà cụ qua đời. Maria Sima từ tuổi 25 cho đến gần 90 tuổi thường xuyên gặp các linh hồn. Thì các linh hồn đó là họ về, họ xin dâng lễ này, xin đọc kinh này, xin chúng ta làm việc hãm minh, làm việc bác ái, để cho họ được thoát khỏi luyện ngục. Thì khi mà con đọc bài phúc âm ngày hôm nay á, con mới hiểu ra là đó là năm cô trinh nữ mà không cầm theo dầu, bây giờ không được vào tiệc cưới mà phải đi mua, phải đưa mua dầu. Thì dầu đây là gì thưa quý vị? Dầu này đó, như là trong Kinh Thánh thường xuyên nói đến dầu, là nói đến tình yêu thương. Nói đến tình yêu thương. Thì những cô mà khôn ngoan đó, là những cô đầy bình dầu, là những cô khi mà sống ở trên trần thế này đã mua đầy đủ rồi. Còn những cô khờ dại đó, là những cô mà sống trên trần thế này á, không có đủ dầu, đến bây giờ phải đi mua, tức là phải nhờ cậy vào những người sống kiếm dầu cho họ bằng thánh lễ, bằng đọc kinh, bằng việc hãm minh, bằng việc bác ái. Dầu chính là tình thương, là bác ái. Thì chúng ta nghe cái câu á, là tình cho không biếu không. Thì những người yêu thương á, là những người thiệt thòi, đúng không? Những người thiệt thòi á, thường thường người ta nói sao mày dại quá vậy, sao mày để cho nó ăn lợi dụng
chà đạp hay là ăn trên ngồi chốc mình. Thì những người yêu thương đó, thường thường bị chỉ trích là những người dại. Còn những người mà khôn đó, càng khôn thì không ai ăn được mình hết, chỉ có ăn người thôi. Đó, ở thế gian này những người khôn, thì những người khôn như vậy đó lại là năm cô trinh nữ khờ dại. Đó, cho nên những ai mà khôn quá đó, chỉ sống cho riêng mình, ích kỷ, chính là những kẻ đang trong luyện ngục. Phải nhờ cậy vào những người đang sống để tiếp dầu cho họ. Còn những người khôn ngoan chính là những kẻ khờ dại ở trần thế này, là những người yêu thương nhưng mà hóa ra là những người khôn ngoan. Những người bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian, ngay cả tiền của nữa, để làm lợi cho kẻ khác mà không được ơn ích gì cả, gọi là tình cho không biếu không, nhưng hóa ra lại là những người khôn ngoan. Khi họ lìa đời là họ đầy bình dầu yêu thương. Thì chúng ta ngày hôm nay được Chúa ban cho ánh sáng chân lý này, chúng ta hãy kiểm điểm lại. Ngày hôm nay chúng ta đã làm được việc lành nào, việc bác ái nào, việc phúc đức nào? Thì chúng ta hãy dùng cái thời gian còn lại, bởi vì chúng ta không biết là chúng ta còn nhiều giờ hay là ít giờ, chúng ta còn được bao nhiêu thời gian, để chúng ta đi mua dầu càng nhiều càng tốt. Mua dầu càng nhiều càng tốt, càng làm nhiều việc bác ái càng tốt, để chúng ta đầy bình dầu. Thì những người trong luyện ngục đó là những người không mua kịp, không mua đủ, còn thiếu một chút. Có người thiếu nhiều, có người thiếu ít, nhưng mà cũng thiếu. Đó, thì chúng ta hãy nhìn vào những gương đó, hãy học được cái sự khôn ngoan mà Chúa dạy ngày hôm nay. Hãy làm những kẻ khờ dại ở thế gian này, nhưng mà thật sự là khôn ngoan trước mặt Chúa, làm việc lành bác ái càng nhiều càng tốt, để khi mà Chúa gọi về là chúng ta đi ngay vào tiệc cưới của chàng rể, đó là tiệc thiên quốc. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta đứng lên tái xác quyết đức tin chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi, là Thiên Chúa đầy lòng trung tín và độ lượng. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là Con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hiệu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội Thánh Thiện và Công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Xin mời quý vị an tọa. Yeah.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin mở lương khoan hồng đoái nhìn lấy và khôi Thánh Chúa tiên dân, để khi cử hành lễ tương niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha, Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình thập giá đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi tự coi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn.
Vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa Kitô, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin chúng con, các Đức Giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến những tôi tớ Chúa là linh hồn của bác Maria Nguyễn Thị Ngọc Vinh, linh hồn của chị Maria Hoàng Thị Nam, mà Chúa đã gọi, hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho ban cho những vị chúng con yêu mến đây đã chết như con Chúa, thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa kêu thê và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
sáng sáng hôm nay. Chính những lúc mà ta chẳng biết chẳng hay, Ngài đến kêu ta về. Nên hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, khi Chúa đến gọi ta. Lúc sáng lúc tối nửa đêm mỗi lúc, Chúa đến cạnh chúng ta. Ta nên luôn luôn hãy tỉnh thức mau, tâm sẵn sàng đón Ngài. Tỉnh thức mau với ai đang còn ngủ mê, và chuẩn bị nhanh khi Chúa đến gọi ta. Vào lúc ta không ngờ chính Ngài sẽ đến, hãy cầu nguyện luôn ta, hãy sẵn sàng đón Ngài. Cuộc đời như thoáng giây vụt qua, mau đôi môi than phiền. Chúa giáng lâm vào lúc không ngờ, hãy nâng thức nguyện cầu. Xin cho tâm con hàng ngày trong kinh tế, khi đón chờ Chúa đến. Chúa con hôm nay tôi lỗi nhân trần, Chúa ngàn đời quang vinh, Chúa ngàn đời quang vinh. Ta vì Chúa đã dùng của ăn thanh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa, xin tiếp tục ban ơn thánh thần giúp chúng con bền chí cuộc sống cuộc đời ngay thẳng, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý vị an tọa. Giờ đây xin mời xin giới thiệu với quý vị ca sĩ Ngọc Huệ và anh Trạc Ly Phạm của nhóm Sinh Vân xin đến trình bày với chúng ta công việc từ thiện mà anh chị đang thực hiện. Chúng con Hội Bác Ái Sinh Vân Foundation California xin kính chào và kính chúc đến cha quản nhiệm, quý sơ và quý cộng đoàn được tràn đầy hồng ân, sức khỏe và an lành. Thưa, hôm nay chúng con đến đây để tham dự thánh lễ và được phép phổ biến cũng như tặng quà đến quý ân nhân chương trình Thánh Ca Sinh Vân bằng CD, DVD và USB và những chương trình nhạc nhằm mục đích giúp các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, các cụ già neo đơn và người tàn phế xây mộ cho thai nhi qua một số các nhà dòng quý sơ ở ba miền Bắc Trung Nam mà chúng con cộng tác. Chúng con đã thực hiện các chương trình bác ái trong 20 năm âm thầm cùng với quý cha Linh Hướng, và một ước mơ của chúng con để giúp xây nhà tình thương cho 47 trẻ khuyết tật mồ côi không có chỗ ở với dòng mến Thánh Giá Vinh. Và chúng con cũng đã trình lá thư của Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng giáo phận Vinh đến cha quản nhiệm để xác nhận việc làm của quý sơ và việc làm của chúng con. Niềm chia sẻ của quý sơ với chúng con, đây là những trẻ nhỏ bị bỏ rơi trước cửa nhà dòng hay trong những bụi cây hay trong những gia đình trên vùng cao nguyên vì sanh con ra bị khuyết tật và quá nghèo phải đi làm ruộng vất vả để kiếm ăn, và quý sơ mang về nuôi cũng trở thành trẻ mồ côi. Và mồ côi đã tội nghiệp rồi mà còn bị khuyết tật nữa. Và chính những điều này đã chạm vào trái tim con và tâm hồn con để giúp con mạnh mẽ hơn. Và bây giờ con xin phép hát một đoạn ngắn bài thánh ca lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô để xin Chúa và Đức Mẹ, Thánh cả Giuse ban cho con có nhiều ơn can đảm hy sinh, dấn thân phục vụ đến người kém may mắn qua tiếng hát mà con có được. Con xin mời quý cộng đoàn cùng đồng hành với chúng con, vì chính khi cho đi là khi được nhận lãnh. Con xin kính mời cha quản nhiệm và quý cộng đoàn suy niệm bài thánh ca này. Xin cho thân con trở nên khí cụ,
để con đem gieo yêu thương vào nơi oán thù, vào nơi nghi nan đau thương con mang thứ tha, và đem tin yêu xua đi bất hòa. Chôn u mê tối tăm và đem hân hoan tươi vui vào nơi u sâu. Lạy Chúa cho con trở nên khi cũ an bình, để con an ủi nơi nơi hơn được ủi an, để khi nhận biết anh em là lúc con được nhận biết, để mang cho đi thương yêu hơn được mến yêu. Chính bởi vì khi dám cho đi là khi nhận lại, chính khi cho đi là khi lãnh nhận. Vì khi con tha cho ai con được thứ tha. Lạy Chúa xin ban cho con trở nên khi chết đi con sẽ tái sinh muôn đời. Lạy Chúa xin ban cho con trở nên khi cũ, để khi chết đi con sẽ tái sinh. Chân thành cảm ơn anh chị Ngọc Huệ và Trạc Ly Phạm. Thì họ có đưa cho con cái thư của Đức Cha ở giáo phận Vinh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên. Ngài có trình bày là các sơ dòng Minh Thánh Giá đó, 1.200 sơ dòng Minh Thánh Giá mà phải nhường những cái chỗ rất là nhỏ bé của tu viện của các sơ để lo cho 400 em khuyết tật. Thì giờ đây các sơ đang ao ước là xây một mái ấm riêng cho các em, bởi vì ở cùng với các sơ thì rất là chật chội, thì các em sẽ có một cái nhà riêng cạnh tu viện để mà các sơ có thể chăm sóc cho 400 em đó dễ dàng hơn. Và con thấy rằng các sơ là những trinh nữ khôn ngoan, đang đầu cơ tích trữ xăng dầu để mà đầy tràn bình dầu bác ái để mà vào tiệc nước trời. Và con cũng thấy anh chị Trạc Ly và Ngọc Huệ cũng là những người đầu cơ tích trữ xăng dầu giống như các sơ, đang hỗ trợ các sơ làm việc bác ái này. Và chúng ta cũng có cơ hội cũng đầu cơ tích trữ, hồi trước ở Việt Nam là buôn lậu không à, xăng dầu quá, gọi là đầu cơ tích trữ, là công an nó tìm cách nó bắt. Thì đương nhiên là ma quỷ nó tìm cách nó cản đường chúng ta để chúng ta tích trữ dầu yêu thương. Thì họ sẽ có đĩa nhạc bán ở cuối nhà thờ hai bên cửa sau thánh lễ. Thì con kêu gọi chúng ta nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ cho nỗ lực bác ái này. Và chúng ta cũng chia sẻ vào công tác bác ái này, chúng ta cũng làm cho đầy bình dầu của chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng vào tiệc cưới nước trời. Một lần nữa chúng ta làm một tràng pháo tay cổ võ và cảm ơn anh chị. Yeah.
Chúng ta cầu nguyện cho nỗ lực bác ái của họ. Và cũng trong nỗ lực bác ái thì các em thiếu nhi thánh thể 3 tuần nữa, dịp quan thầy của các em mùng 2 tháng 12, các em sẽ có tiệc quan thầy và gây quỹ, sẽ có cơm gà nướng 12 đồng một phần. Thì hôm đó quý vị xin nhớ là bữa đó là không có nấu cơm, cũng không có ra tiệm. Nấu cơm chi nó cực, ra tiệm chi nó tốn tiền. Chúng ta hãy ủng hộ các em. Các em sẽ cố gắng bán vé 12 đồng một vé, bán ở các cửa nhà thờ. Thì xin quý vị nhiệt tình hưởng ứng các em. Các em sẽ tiếp tục bán tuần tới, những tuần tới nữa. Và tuần sau chúng ta sẽ mừng các thánh tự đạo Việt Nam. Chúng ta tuyên dương những vị đã đầu cơ tích trữ xăng dầu thật là tràn đầy. Khi mà họ lìa đời là họ vào thẳng thiên đàng. Đó là hy sinh mạng sống vì tình yêu. Để cho chúng ta có đức tin và tình yêu ngày hôm nay. Đó là các vị tiền nhân anh hùng các thánh tự đạo Việt Nam. Vào thứ bảy tuần tới 6:30 chiều, chúng ta sẽ có đại lễ các thánh, sẽ có suy niệm, sẽ có hoạt cảnh tử đạo, sẽ có thánh lễ, sẽ có rước xương thánh, sẽ có phép lành thánh thể và cuối cùng là tiệc bún bầu Huế để chúng ta mừng kính các ngài. Thì chúng ta hãy mời những người thân quen gần xa đến tham dự để chúng ta ca tụng Chúa, cảm tạ Chúa vì ban cho chúng ta những tiền nhân anh hùng này. Và chúng ta xin tràn đầy nhiệt huyết của các ngài để chúng ta có sức mạnh sống đức tin Công giáo ở thế gian rất là khó khăn này. Và chúng ta cũng sẽ được chia sẻ vinh quang với các ngài trên nước trời. Một lần nữa là 6:30 thứ bảy tuần tới. Xin quý vị hãy đến tham dự đông đảo. Và để tuyên dương các ngài và dâng lên Thiên Chúa, chúng ta có bó hoa thiên. Thì xin quý vị chuyển lại cho chúng con giỏ bó hoa thiên để cuối nhà thờ. Nếu chúng ta không thấy nằm đâu thì hỏi ban tiếp đón ở trên cái counter cuối nhà thờ. Thì trễ nhất là sáng mai, ngày 12, để chúng con có dịp tổng kết và dâng lên Thiên Chúa vào dịp Các Thánh Tự Đạo Việt Nam thứ bảy tuần tới. Một lần nữa là xin quý vị chuyển lại những phiếu bó hoa thiên cho chúng con trễ nhất là ngày mai. Chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời cộng đoàn đứng. Kinh lạy Tông Lãnh Thiên Thần Mi-ca-ên, xin bảo vệ chúng con trong trận chiến, trong loài miêu sâu hiểm ác của quỷ dữ. Chúng con nài xin Chúa chế trị nó, và xin Ngài Tông Lãnh cơ binh trên trời, dùng quyền phép Chúa tông hà Sa-tan vào khoa ngục cùng các quỷ dữ khác đang rình mò khắp thế, hòng tham hại các linh hồn. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.